Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, công tác đội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp quý 1. Trong quý 1 năm 2024, huyện ủy Tam Dương đã cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào điều kiện thực tế của huyện để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách đoàn viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đá giáp thìn 2024 công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng huyện ủy đã tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng và trung ương công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm, tập trung đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ đóng bảo hiểm cho người lao động là những nhiệm vụ được bảo hiểm xã hội huyện Bích Tường đang triển khai thực hiện ngay trong những tháng đầu năm 2024. Hiện nay trên địa bàn huyện Bình Tường có trên 200.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Trong đó tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt gần 96% dân số, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2024, bảo hiểm xã hội huyện Bình Tường hiện đang tích cực đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm, trong đó chú trọng vào số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm tỷ lệ lao động bảo hiểm xã hội xuống dưới 2%, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian qua, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời giải quyết tốt nguồn vốn vay ưu đãi theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các hộ dân trên địa bàn, thông qua đó góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Thực hiện cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 2 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 42 tỷ đồng cho hơn 2.100 hộ dân vay vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, tổng dư nợ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 53.700 khách hàng đang vay vốn. Theo đánh giá của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, nguồn vốn chính sách không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần tăng tỷ lệ số hộ dùng nước sạch đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh đảm bảo. Đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trên địa bàn Nước cho hòa bình là thông điệp của Ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm nay với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về giá trị và vai trò của nguồn nước không chỉ đối với sự sống mà còn là sợi dây, dây gắn kết đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy, mỗi hành động sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm của người dân là đang chung tay bảo vệ tài nguyên nước. Nước sạch, nguồn tài nguyên có hạn và đang có nguy cơ giảm sút trầm trọng do chính những hoạt động thiếu ý thức của con người. Hiện nay ở một số địa phương trên địa bàn huyện Tam Dương, Lập Thạch, sông Lô, tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt vẫn đang diễn ra hàng ngày do nguồn nước tự nhiên từ giếng khoan, giếng khơi ngày càng cạn kiệt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Do vậy, việc quản lý khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước không chỉ là việc làm đem lại lợi ích cho mỗi gia đình mà quan trọng hơn là góp phần làm chậm quá trình suy kiệt trữ lượng và chất lượng nguồn tài nguyên quý giá này tại những địa phương trước đây từng khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt. Đến nay, khi nguồn nước sạch được cấp đến từng hộ gia đình, người dân đã ý thức rất cao trong việc bảo vệ nguồn nước, trân trọng giá trị của nước và sử dụng nguồn nước sạch một cách tiết kiệm hiệu quả. 2014 là bắt đầu có nguồn nước sạch. Thế thì cho đến đến bây giờ thì nói chung là đã dùng nước sạch thì nó bảo đảm sức khỏe cho con người. Bây giờ là riêng về cái nguồn nước sạch này để tôi nhà gia đình tôi sử dụng tiết kiệm này. Thứ nhất là tôi cho lên bình, đấy bình 150 lít. Thế sau đó là chuyển xuống là đấy các chậu tôi xếp đấy là hoàn toàn chậu là rửa lần nhất là thứ hai. Đấy, xong có nước đấy là cho rửa xuống là chúng chúng lợn hay là chúng gà đấy hoặc là tưới tưới rau tưới cỏ để giúp người dân vùng nông thôn nhất là các địa phương vùng sâu vùng xa vùng khó khăn về nước có nguồn nước sạch để sử dụng. Các đơn vị vận hành khai thác nguồn nước đã nỗ lực không ngừng phủ sóng mạng lưới cấp nước đến phục vụ đời sống của người dân. Song song với hoạt động khai thác nguồn nước mặt, nước ngầm, các đơn vị cấp nước đã có nhiều giải pháp để giữ trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả cũng như tăng cường bảo vệ nguồn nước, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước, phục hồi các dòng sông bị ô nhiễm, phục hồi hệ sinh thái và các lưu vực sông. Trong quá trình khai thác vận hành để điều tiết làm sao là đảm bảo cái nguồn nước cho nhân dân. Ngoài ra hàng năm thì trung tâm cũng đã ký kết cam kết thi đua đối với các trạm công nước để làm sao đảm bảo cái giữ gìn cái nguồn nước đảm bảo cấp nước cho người dân sử dụng an toàn và hiệu quả. Cùng với việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước, thì trung tâm cũng phối hợp với chính quyền địa phương các xã có công trình cấp nước tập trung là tuyên truyền vận động hộ dân bằng nhiều hình thức để từ đó nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về việc sử dụng uh, tiết kiệm nguồn nước sạch. Ngày nước thế giới năm nay có chủ đề nước cho hòa bình, nhấn mạnh sự đoàn kết trên toàn cầu để thúc đẩy sự hài hòa, tạo ra sự thịnh vượng và xây dựng khả năng phục hồi nước trước những thách thức chung và khẳng định vai trò của nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững. Hướng ứng Ngày nước thế giới, mỗi hành động bảo vệ nguồn nước nơi mình sinh sống và sử dụng nước tiết kiệm của mỗi người dân là đã và đang chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá. Thưa quý vị, giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm nay, chiến dịch giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày mai thứ bảy ngày 23 tháng 3 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen để hưởng ứng sự kiện này, công ty điện lực Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Xác định công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đầu tháng 3, công ty điện lực Vĩnh Phúc đã tiến hành phát tờ rơi, treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chiến dịch Giờ trái đất 2024 tại trụ sở công ty và điện lực các địa phương trực thuộc, đăng tải chia sẻ nhiều hình ảnh, video clip về tiết kiệm điện trên website, fanpage Facebook của đơn vị, Zalo của khách hàng và tại các quầy giao dịch. Nhờ đó khách hàng biết đến sự kiện để chung tay cùng ngành điện các sở ngành của tỉnh tham gia hưởng ứng chiến dịch. Công ty điện lực Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc uh, triển khai các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện, uh, đồng thời um, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Uh, cụ thể như là gửi các uh, văn bản tuyên truyền đến các doanh nghiệp lớn, uh, truyền thông trên trang website, fanpage của công ty. Uh, bên cạnh đó thì công ty điện lực Vĩnh Phúc cũng uh, để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền thì cũng đã phối hợp với một số uh, đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh như đài truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, báo Vĩnh Phúc để đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền tiêu điện đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh. Trong một giờ đồng hồ chiến dịch giờ trên đất kêu gọi mọi người dân, tổ chức, cơ quan trên khắp mọi miền cả nước cùng nhau thực hiện tắt đèn, chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Theo thống kê của công ty điện lực Vĩnh Phúc, trong giờ trên đất năm 2023, toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 32.000 kWh góp phần hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong mọi hoạt động xã hội. Hàng năm thì vào cái khung giờ đấy là giờ trái đất ấy, thì các anh chị bên điện lực đều có người là sang nhắc nhở toàn thể bà con khu dân phố là tắt bớt thiết bị điện để là tiết kiệm điện. Vì một trái đất xanh, khỏe, vì một môi trường xanh, bền vững với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, chiến dịch giờ trái đất kêu gọi toàn thể xã hội cùng nâng cao hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là trong một giờ diễn ra sự kiện mà nâng thành thói quen thường xuyên trong suốt 365 ngày trong năm.